Yeah, the feeling of just floating through the galaxies. Oh. Imagine you and me and all the things we'll see. Yeah, the diamond rings and the ocean breeze. Yeah, we can do anything. We can go to a different world. Take my hand, we can get away. All the flashing lights, we're burning bright. No, we're never gonna be the same. We can go to a different world. Take my hand, we can get away. All the flashing lights, we're burning bright. No, we're never gonna leave this place. Every new sensation's got us making memories and good times. Never miss a sunrise. Every explanation just sounds crazy. We can have a good time. Yeah, we can spend our whole lives. Imagine you and me and all the things we'll see. Yeah, the diamond rings and the ocean breeze. Yeah, we can do anything. We can go to a different world. Take my hand, we can get away. All the flashing lights, we're burning bright. No, we're never gonna be the same. We can go to a different world. Take my hand, we can get away. All the flashing lights, we're burning bright. No, we're never gonna leave this place. To a different world. Take my hand, we can get away. All the flashing lights, we're burning bright. No, we're never gonna be the same. We can go to a different world. Take my hand, we can get away. All the flashing lights, we're burning bright. No, we're never gonna leave this place. Just for a moment, yeah, what if the things we dream about could be reality, could be reality? Just pure emotion, yeah, the feeling of just floating through the galaxies. Rings in the ocean breeze. Yeah, we can do anything. We can go to a different world. Take my hand, we can get away. All the flashing lights, we're burning bright. No, we're never gonna be the same. We can go to a different world. Take my hand, we can get away. All the flashing lights, we're burning bright. No, we're never gonna leave this place. Got us making memories and good times. Never miss a sunrise. Every explanation just sounds crazy. We can have a good time. Yeah, we can spend our whole lives. Imagine you and me and all the things we'll see. Yeah, the diamond rings and the ocean breeze. Yeah, we can do anything. We can go to a different world. Take my hand, we can get away. All the flashing lights, we're burning bright. No, we're never gonna be the same. We can go to a different world. Take my hand, we can get away. All the flashing lights, we're burning bright. No, we're never gonna leave this place. Hello, mọi người. Chúc mọi người buổi chiều xem stream vui vẻ nhé. Mọi người vào xem cho mình xin một like, follow. Cảm ơn anh em nhé.
Match found. Hello, hello. Gì ba? Hôm bữa mình đi vào cái mày đưa mà mấy đứa mà em revolt chắc tôi xếp là nó bị dính mà dính hết rồi. Ngày đỡ bữa chơi bên rap split đúng ta. Also, sẽ đem các thử thông kêu non nó bị dính à. Đó. Không phải được. Thằng Ray nhờ cái thằng Ray ở mắt split không? Xong nào từ đem. No more sober. Chơi được xong AFK ấy. AFK xong vào lại. Bạn biết chứ không phải. Hả? Nãy giờ nó nói gì đâu? Nói em qua bóp đá đó, không có bằng ngọt.
Ủa? Mày nói phòng tập khác kìa. À, bạn kích rồi. Cái bản ấy đang phải bắn thì nó... Ờ, phải bắn đã rồi mình nào mày. Bay bay à, bạn xưa còn đéo không? Chờ đỡ lắc hơn thôi gì. Mấy cái không cần thiết nó không chạy chứ. Mày dao. Mày dao nó. Chết rồi mọi người. One kill remaining. Thôi mọi người đang bên một tí. Trong. Một cây đâu ta? Anh kia vô rồi xong rồi, anh kia đâu. Điểm cho Discord. Bằng cái tụt ác, bằng cái một tụt sừng bạc một luôn ạ. Đây là trung bình tụt 300 điểm ấy. Nhưng mà bán trận được nhảy ra rồi kìa. Đâu, bao nhiêu mà. Ừ, bán đi. Trận nào mới là hơn. Bạc 1, bán 1, 2, 3 trận. Nè, bán mấy trận rồi. Bộ trận thắng điểm cao hơn, mày được nhảy ra nhỉ. Thế thì mình có cơ hội được nhảy rank nhé.
Ok, bật kênh này. Nhờ. Còn ai đang ta? Em đi hôm nay về nhà chưa biết. À, về kìa. Một chiếc lát à? Thế mấy game kiểu đấy anh chơi kiểu đấy thì tối anh ngủ anh cũng kiểu bị ám ảnh. Hey, anh phải chơi mod. Nó mod cái con nhân vật chính thành thành con nhỏ anime. Kiểu quá. Được luôn. Được. Ủa sao nãy nghe bật kê bật bi này hết ta, hay là mình lỡ tay mình hút mic của hai bạn ta, đừng có đâu. Không anh chắc hay lắm mút mình á, với em cũng nghe. Hai, Slot, Valorant. Má bật ba bài kim ba để chơi được với nhau kìa. Ừ. Anh nhớ phải lên vàng không? Vàng một Vàng mới rồi. được. Ơi. Ơ, thì đã xét về rồi nãy. Xét tuần nào Ừ, vậy? Hôm nay là về về tuần được 2 một đúng tuần không? nè. Hôm qua về một tuần, bữa nay về một tuần. Thì là tuần 2 đúng không? Sao chưa gọi danh sách ta? Coi danh sách vậy. Danh sách của tuần 2. Tuần 2 tháng tháng 1 á hả? Ừ, à Tiền không, này của tháng tuần 1 2 tháng mà. 2. Tiền này của tháng 1 mà. Là sao? Tiền này của tháng 1 mà. Tháng 1 lúc nào nhỉ? Anh đâu có tháng 1 đâu. Ủa? Tháng 1 lúc Tết anh đâu stream đủ ngay đâu. Tại vì tháng 1 em mới nhận được có tuần 1 của tháng 1 á. Rồi xong hôm qua mới nhận được một tuần. Bữa nay mới nhận được một tuần nữa nè. Là sao ta? Tự nhiên tiền về đâu không biết ta? Coi là thử. Chứ còn kết quả thì mới có từng 1 tháng 2 à. Thì không biết đúng cái nào ai biết đâu, phải kệ đi, có là mừng rồi. Ừ, giờ là mừng rồi. Về là mừng rồi, còn mấy ngày nữa, 14 ngày nữa đéo kịp rồi, đéo đủ 5.000 rồi thôi, coi như giờ này lần sau đi xong thì mua ác đủ đủ mấy đồ limited đã. Lúc đấy chắc game cũng khá khá tuổi ấy. Game gai một đống đồ limited ra full bộ Ok. Mic đâu ta? Hay đang set up chim stream? chim vào Match mà mình kiếm nói gì hết á, found. Mệt mỏi à. cái chim mơ cũng nói gì hết á. Team Tôi mình liên đang cưới bông tai. Bắn con gì chiêu chiêu thôi, đừng chẳng thương chơi đâu. Chiêu chiêu đi cảnh nhỉ? con Rồi này đi chiêu cảnh có con nè, gì đó. con này chiêu này, Không có con chiêu nữa cơ. con này gì đứng hồi Đây máu đây. cái nó Con này đúng bạn phê. kia. Bạn kia pick mẹ. Cái chiêu Con này. Con nào mới biết chiêu được nó. À cứ chi. Ta phải xa cách người. Con này mẹ anti hơi nhanh. Ừ. Dệt kêu Sagia. Có lát rồi. Từ từ sửa Smoken. Đây à? Viper left. Hello Bi. Ừ. Phải Bi đéo nói năng gì luôn. Mày đang Mới ăn ngủ dậy từ từ cho người ta thở ấy không? sô cô la nhiều quá thì tao hiểu. Mẹ em thái. Em thái qua tí.
Mà tới thì team của anh kia rồi. Vậy nghe giống kiểu đi vi hành ấy nhở? Không anh ơi, nó vi hành nhưng mà nó lạ lắm. Anh kia đọc chat đi anh kia. Em vừa qua em đọc chat rồi. Quên mất là mình chơi Viper à, chết mẹ nó. Ôi, từ ngày stream tới giờ chưa bao giờ thấy một streamer chăm chỉ như thế này. Trong tương tác giờ stream với hợp lý với em, anh rất cảm ơn vì đã stream 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 hàng ngày. Cảm ơn Origin. Nói chung là ai cũng có ước mơ. Thì em thấy cũng có ước mơ. Ok, bỏ sai đặt bom bên kia. Nhưng mà chỉ là ước mơ thôi chứ anh kia có chăm tương tác đâu. Chúc khi mặc kệ tất cả mà. Chưa được bắn gì hết. Ủa? Sao lại hạ bò rồi? Đã anh thể em pick khác. Em lóc nhanh hơn anh luôn á. Anh bảo là thiếu sườn móc. Không, em thích nghe nhạc à. Em thích cầm máy phát nhạc thôi. Nãy em thấy anh bảo thiếu sườn móc, em bít lóc luôn mà. Được mấy người kia gắn. Mấy người được nhảy ra anh là mừng rồi. Mấy chị gắn. Mấy chị á. Lên TikTok rồi lướt lướt lướt. Cái có chị stream. Ê à à à. Ngon. Rồi 110 Omen rồi. Spike down A. Mềm thái rồi. Ê, góc nhà bị luôn kìa. À. Bên này, bên này, bên này, bên này. Flashbang. Cái lát nó phải đẻ cái đó. Đừng. Nhắm mắt đó còn đỡ, nó còn rớt ra ngoài kia cơ. Kèo cái lát được không? Mù liền. Đồng đội mù hai. Đó, tao đâu bị mù mày. Mày phải coi sao kìa. Không, tao đâu bị mù. Ủa, tao còn bị mù đâu? Tao đâu bị mù đâu. Tao hét để rồi chứ. Vậy ai bị mù? Ừ, đồng đội mù hai. Mày bị chớp một cái nó cũng tỉnh. Ờ, chớp, chớp nó cũng tính á. Đừng bắn luôn. Ủa sao trúng nè, vô lý thiệt. Cái tâm cái đầu nè. Đó tao sắp chết rồi nè. Chạy lên ơi. Nhiều chuyện hả mày. Ê Flash anh nhớ la anh ơi. Em tụi em, bị trắng hết rồi. Em với con dẹt bước ra hai người đều bị trắng. Ừ. Con dẹt. Ừ. Đâu. Em với con dẹt. Mà không, tại anh kia không nói, biết đâu. Thì bởi vậy góc đó em đâu có biết, để mà né à. Lát trước mặt em mới thấy để em né, còn flash đó bên hông á, không không biết. Anh thấy đi nhanh mà đâu.
Đúng vậy. Hả? Ý là nhìn chúng ta flash. Thì nó bị flash thôi. Chứ sao giờ? Tin. Ê. À, ư gì? Wow. Bắt bé. Mười giây có từ, 9 giây, 8 giây. Đi đi. Em kia lùi em chưa có từ. Hai. Nice. Lưng 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 to play, let's play. Không, cái tường em đẩy nó, em slow nó thôi. Từ ta. Mấy thằng cùi chuối này. Ôi tính. Hai anh kia bích đơn giản quá, để anh Chamber bước qua bằng hợp. Cái để của anh quay mà sao mà mình tay. Ngày đầu mà bắn cái bạn gì đâu chớ quá luôn. Đâu phải do súng. Thì bà kêu, quý gì đó là do bởi do chứ không phải do đó. Cạc đeo bắn nữa gì cắn. 1 mét cấp. Maybe 80. Maybe 3. Lick,
opponent's kill. My your duty is not over. Thank you. Spike planted. Quên hơn, quên hơn vậy. Cái kia còn đây gì ạ? Móc ờ mấy trừ 80 lần 4 bảo linh còn mà sao tự nhiên con dẹt tụi chết là được là sao ta hai cái đô lơ thủ sai dễ hơn mà có ba gần ti spike down mid last player standing nó 101 cung trăm mơ nó bắt à activating kill mode that's a joke chết nở ba năm ghê gì mày chứ mấy trời ơi one enemy remaining spike down attack respond Last in, amen. Okay. We got the spike. Có bom rồi, có bom rồi. Enemy spotted A. Nào bên này. Sao giật 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 cái gì ta? Hết mắt rồi, hết mắt rồi. Từ từ bình tĩnh. Hello em, bắt đầu. Mấy làm gì? Trời ơi, một cân ba cỏ ọp. Ai bỏ. Bỏ đây. Ui, cảm ơn. Này là thử. Thì tử này thôi. Bây giờ kiểu mày thì cũng vô lý. Mày 5 giờ kêu sớm. Bình thường là 4 giờ stream là bây giờ được 1 tiếng rồi. Đã stream buồn rồi còn hỏi nay live sớm thế. Mới biết giờ stream anh nhỉ. Tôi sẽ đây. Rồi nào. Rồi nào. Ê, Linh kìa. Quay để bên này để về. Có không em lên trễ. Một hộp ngoài. Kia.
bạn ơi, là mẹ Tâm đi đủ luôn và đàn đéo đi theo Tâm với bạn đi. 80 đấy. 80 được 105. Lát gì mà quay mặt người ngoài luôn vậy? Phải quay chứ, nhỡ đâu bị lát thì mình còn đỡ phải nhé. Bạn rượt thừa. It's now or never. Bạn rượt đéo ấy, để phải thừa. Bạn rượt dư mẹ luôn rồi. Ủa cái gì ta nè. Mà mẹ hộ không gầm tưởng mẹ người không chủ. Hello cái tim. Cô này. Ui, đã 20. Wait, wait. Planted. Nãy sao bắn chế vậy? Hey. Team mình kiểu gì luôn rồi. Team mình bị lời nguyền gì rồi. Từ từ đó hình như là chuột em hết pin rồi. Em gì mà nó không đi. Đúng rồi, chạy link đi. Thôi đánh nhờ link đi. Em về sai đi, về sai đi để nhờ link nhờ. Spike down mid. Áp để hở nhá. Tường để hở nhá. Cắt cái chân tường chỉ. Đâu nè. Bom nó, bom đi. Kê từ từ móc thôi, kê từ móc về đây là được. Nó kê lại á. Check trái trước nha, check bên đây. Cái này off ấy. Nên là off hả? Trong kia hết rồi. One enemy remaining. Tao tìm dữ thật. Thằng này ở bên về lắm. Cái đầu thằng này ở đầu. Bên. Cái đợt đầu tôi cố tình bắn xuống lưng nó thật, nhưng mà đợt sau thì chết thật. Last round in the half. So no, treat yourself to something nice when you still can. Này kiểu khi nghe anti Viper ấy là nó bắt đầu nó sẽ spam vào một góc đầu. Hay là anti xong cả chạy đi chỗ khác luôn. You want to play? Let's play. Yeah, sao? Let's play. Ui. Không kiếm được. Ờ, là ba rồi. Get out of my way. Off your feet. Oh, yeah, B. Đừng, 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 đừng. Cục sơn nữa. Bắt con off con chơi nghe. Spike planted. Hay quá. Trời ơi, bắt off kìa. Nguyên con này đẹp lắm nè. Giật con tìm mày, giật con ghi luôn. Switching sides. I got your back. Just, you know, from the front. Sao vậy? Game ai cầm bây giờ? Tao phải đâu cầm. Ai cầm? Ai,
Anh đặt bom em đôi cái quả của kia bảo vệ nha. Để em đặt đi. Thôi đưa anh đặt đi, đưa anh đặt đi. Đặt bom luôn. Anh ở ngoài đây, anh cây móc đi. Chứ nghĩ team mình có 2 cây móc à? Làm gì có à? Sợ kìa, kìa. Xanh bên kia vậy. Người có cái tường hay đặt bơm thì nó đi cây móc. Ma đồ bệnh đau áp. Ôi ôi. Ma đầu đi. Ma tao đi cũng đầu con. Con Reyna đinh rồi nha. Chết mẹ. Còn hả? Để đi. Bị sợ tên này à? Hai. Tôi sai một em ạ. Yếu bắn kia, cái này bắn nữa. Có hai lệ. Hai lệ, nó bắt. Hai cái đôi lời em đi. Đi được bom. À, tao đinh nhỏ một bộ, một đinh mà không chết kìa. Để tao sẽ cần phục. Đi mò. Ở đâu đó, một nơi nào đó. Ở nơi đâu đâu qua á gì. Tao tập đấm vào đầu mò. Có cái phục của tao. Cái phục siêu đẹp. Nhìn Battle Pass nhìn đẹp chưa? Cái gì Battle Pass đẹp? Right there. Có thằng ở đây nè. Spike down. Ui. What the fuck now? Nó chạy á. Ủa xin tao nè. Quên quay rồi ha. Nhầm. 30 seconds left. Để sang đâu ạ? Baby, I'm in. Nó lượm câu xe riết luôn rồi. Át rồi. Lên đây đi. Chuyện khó ghi. Chết mất rồi. Bê ngon hơn. Còn tôi bóc. Tao thả chuột rồi đấy. Tao bắn đâu là tao thả chuột rồi. Bên trong đêm sâu liền. Đốt liền bên kia cũng lụt. Kia trong lẻ một thôi chứ. Thì rồi. Ê, ọp với bạn ơi. Ọp hết đéo ra chơi được luôn. Ọp á. Ừ. Ôi sao em nghe anh hỏi dữ lắm mà em tưởng anh flash hay cái gì. Sao anh đi bộ rồi. Đấy, flash về liền. Như cuốn sách đó mẹ. Dù,
giỏi, tuổi nhỏ quá. Cái gì vậy? Em bỏ lỡ cái gì? Làm thất thành cho rồi. Thank you. Đừng quá biết theo dõi. Nhỏ đang kê trong này, nhỏ tưởng là hai thằng ở chung một chỗ, tại sao là một thằng ở ngoài này. Gái đang lấy đẹp. Cái từ của anh em cao quá. Cây chéo rồi. Chưa ra. 30 seconds left. Giờ nha. Em đọc xong thôi nha. Hình như con dẹt gặp con. Con thù gì với thằng chăm bờ ấy. Hai thằng để nhất cháu biết. Ây da, ăn quả độc tặng năm mày máu mò đâu ra. Lì. Con tí mà để ớt vào sai nè. Ultimate ready. You want to play? Let's play. Đá lên nè. Hợp hường á. Ôi sao bắn hài hợp luôn. What the fuck? Ủa sao con chamber nó bắn cái quả hộp gì vô duyên vậy? Nó bắn quả hộp trong sườn móc. Mà chúng em, ơ, vô duyên mà. Hả? Rồi. Nãy rồi. Không biết, không nghe. Cần gì đâu. Ui, nó hết rồi. Đã. Mày bắn một lần quá. Nó bắn hài hợp lần nè. Để luôn, rớt luôn. Reloading.
kia thì nó thể góc được góc mà hai thằng luôn rồi. Bơm nó vẫn hơi khó. Bơm nó tụi nó vẫn biết. Bơm phải xích ngay giữa này nè. Nó mới anh không biết. Nó mới không gỡ chồm nữa. Bắn vào nữa. Nó kiểu nó chỉ cần đặt bơm ngay giữa thôi là mình spam được ấy. Tụi kia không gỡ chồm được mà mình spam được. Ngay góc đó thì khó spam. Chết thằng này quên mua đồ rồi. Nó nói sớm mà để có thể con spike down A. Last player standing. Bet delete chắc gốc. Trời ơi, bao giờ xài không chắc gốc má. Mẹ ngồi nhún à. Smoke thì hết, Smoke cũng phải bước ra là nhìn chứ. Phải nhìn ngược lại chứ. Nó nghe tiếng mà nó không ra bắn. What the fuck. Tao làm nghe tiếng thằng bridge trong đó mà. Để B, có mẹ cầm off để B. Tao về đi móc luôn. Bây giờ mới bên anh kia vô ấy đi. Kia rồi lát. Lát cái tao nha, lát cái tao nha. Lát trước là nó đi rồi. Đi lên. Sờ win với chúng tôi. Mày cầm off. Nhún nhún nó đi. Lão cà cho. Thế mình đi đi B nữa được không? Đi A có cơ hội thắng á. Đi B nào cầm off tiếp đi. À cỏ thôi. Để đồ lát vào xong thì con dẹt kệ mẹ nó bạn đi mẹ bạn cứ đối lát vào sao? Nó có số mốc đâu, đối lát qua số mốc. Stay in the moment. Cho cái dao gần đây bạn. Gần hả? Dao gần đây. Này quá gần. À. Tao. Hey. Lý. What? Spike down B. Rồi con dẹt nó đặt sờ bơm vậy không gỡ được. Nó không kê được. Nó đặt bơm nó còn quay vô sai nữa. Thôi. Thôi. Tao cho chết được. Con dẹp kiếm chết thôi, tao cho chết. Có sai con ti này. Giờ mình có 4 con ti rồi năm. Có được, có đi chăm bờ. Có đi chăm bờ là thế ấy đấy. Thế thì từ từ đã. Đợi nó you want to play á. You want to play đã. Cửa dao ngoài này tí. Phải cho nó bật lên rồi hả mất. Con ơi, tông vào thẳng vào sai luôn được. Ừ. Không quan tâm play à? Oh, wow. Yeah.
Từ 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 ôi đừng để hiểu sao tôi đang về cùng đây thì đọc paper mấy khách này một rồi thôi bạn ra này bạn không you want play nữa đi ờ nãy nó không you want play cứ đá gì ra mà không you want thôi bạn ba cái rưỡi tiền mà mình bố mình ti mà mình cứ đợi thôi you want to play đấy đây rồi. Đây 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 đây. Hết đã. Tôi bắn luôn. Nó nhìn nó ngắm vậy nó ngắm. Nice. Rồi đọc mà sao đọc mà đọc mà gỡ là ngu quá gỡ nữa là mà đúng không mà để ơi không được gỡ gắn tí nữa kìa còn chấm luôn á còn một chấm nữa luôn mà chấm tao tưởng thua rồi chứ quả đâu nhưng mà đâu đọc tao bạn thấy mày lấy đạn mất à tao lủi chết mẹ mười tít luôn trời ơi hay quá ta kêu cái tường của con này khói quá đã không mà bạn off rồi cứ bắt người ta bạn off thôi u anh được nửa cái dao rồi luôn nha em muốn kể cái tường để che anh lại nhưng mà không không ấy được cái tường kia nó không xoay được ấy cái tường C cái hát đổ ấy nó không open nó không xoay được che nó bị bất tiện đi 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 móc quả cuối cũng tỉnh quả cuối giặt to ra tao bắn hụt xong cái nó đẩy gần nó đẩy flash ạ em mực chơi không mực ơi. Ê, tính ra team mình không không có đặt cái gỡ sơ bay luôn á mày. À, ừ, không gỡ luôn hả? Không gỡ luôn mày. Toàn thủ thẳng mà. Thưa ông bạn hoặc đồng đội đặt hoặc gỡ sơ bay nè. Mới 7 lần mà tao bắn sáng giờ. Từ từ để coi. Để coi nè. Ủa? Ủa? Họ đặt mà. Họ đặt mà. Đặt 1 nè. Đặt 2. Đặt... có đặt mà. Đặt nhiều lắm á. 6. 6 về. Ơ chỉ rao đặt cơ mà. Rồi đặt hoặc gỡ cho bay nè. Team mình vừa gỡ mà còn một lần. Thì nó đặt gỡ nó vẫn tính chứ. Ơ game lỗi à? Để em vô không phải em đâu á. À ok ok. 10 giờ giờ nguyên. Mình chơi đủ nhiệm vụ đó. Thì thế nhờ. Em được có 5 lần chứ. Em đặt có 5 lần, em được có 5 lần chứ mày. Anh bán sáng giờ mới được 7 đến 2. Ủa sao anh mình được có được 1 ta? Em được 5 lần nhưng mà em không biết 5 lần từ hồi nào luôn cơ. Ui, thế là một lại là mình từ đặt rồi nè. Bạn hoặc đồng đội đặt hoặc cỡ spy thì tao có một đặt chứ mấy thì nó ghi là một đặt nè. Ừ, bạn có đồng đội mà. Đồng đội mà. Hoặc đúng rồi nhưng mà sao tao chỉ có một nè. Ừ. Vô lý vậy, nhiệm vụ deep phải liền. Em quên nhiệm vụ đó như thế nào rồi. Thì đúng, đúng là bạn hoặc đồng đội đặt hoặc cỡ. Đâm đít. Thôi quả này phải tự đặt rồi. Đi vô dành xe bay nha. Vô chơi đặt xe bay nhanh như thế kìa. Cứ đặt xe bay nhìn, nhìn quả phân tôm này ngửa tay thế giờ. Tôi giao gì á? Giao tiền đéo đâu. Không đủ, không đủ tháng 14 này. Bây giờ nếu mà này bây giờ nếu mà về chỉ có tầm 2-3 nghìn hết cỡ là phải nào thêm 400 tiền đéo qua bạn.
má sắp tới con. Chỉ vậy nè, bán hàng đó đi, mua hàng khác xong mua da, à chơi tạo khác xong mua da, lý không? Này có đúng một da thôi đúng không? Ừ. Đúng một con da thôi. Kinh tế hả không? À cứ chi sao xa cách năm. Mày có chơi nữa không vậy? Ừ, một chơi. Chơi chơi ok nha. Nó phải tụi này đã thiệt. Con dẹt nó đừng kê trước và để hiểu sao nó không bắn được ấy. Ping nó thì ping thấp hơn mình. Ừ. Team mình để mấy quả bom kiểu nó. Match found. Nó kiểu đéo gì. Khó nhìn vãi lìn. Tại vì bơm đó là của con Sage ấy. Với em là em đặt bơm ở giữa đường. Hoặc là đặt bơm tuốt trong. Nó là dừng hở tường nha. Chưa đâu anh. Ừ có lỗ hở từ kia bước qua. Nhưng mà cái lỗ mà để đặt bơm nó tí xíu à. Em chui vô em phải canh dữ lắm em mới đặt được bơm luôn á. Cái trường như cái lỗ mũi vậy. Mắc tủ. Điều gì đã khiến anh không cầm tay. Ok, yeah. Em lửa. Win chơi con ấy à? Con ấy chơi con xưa. Mình không xứng đôi. Ủa nãy hồi đầu bản văn đồ thì chở cho tình nhân cầm khổ ọp lên giống kiểu mày. Để điền như này đi kiểu... Mờ mờ đi. Cầm khổ ọp lên bản đúng đã luôn á. Kinh. Ê. Biết sao hôm nay lạnh lùng dữ ta. Rõ không phải năng hết. Gì đây? Lâu. Map sinh hả? Map này còn chê nữa, không biết map nào đã map chưa. Bởi vậy. Nó ngon quá liền. Đội hình cũng đẹp đấy liền. Đấy dẫn về map đó hả? Vậy cũng là trên lại vẫn về nhau thôi. Ôi, mình kê pick khoát nè. Thằng kia kiểu nhìn cái lớp 3. Ủa, vậy sao đều còn thằng nào dành. Dành dối lít chứ, thế tả đi. Còn dành sớm mốc, dành nhìn lại controller các thứ ạ. Map này mấy con này làm bố rồi còn gì nữa. Lớp này là làm bố rồi. Trừ cái thằng cuối cùng nó biết cái gì thôi chứ. Đấy rồi. Cho bạn một tí sự tin tưởng không? Ulti kêu rơi hết sai. Ulti của Brit hết sai. Suva thì có nói chung là bốn con thì đều hay. Quá mạnh. Em phải leo thêm ngoài. Sukiya. Giật cấp 12 mà không giảm pick đồ lít à. Rồi, quả này mẹ đưa bi rồi. Cái sự kiểu dễ phát hiện nhất là mẹ đưa mà cấp dưới mà cầm đồ lít kiểu đéo gì là smurf. Ừ, nhưng mà cấp bẻ mà không cầm đồ lít mà cầm mấy con kiểu Sentinel các thứ ấy. Chắc chắn là đưa bi. Cãi mày luôn. Thank you.
trời. Rồi. Bà carry rồi. Này, cho nhìn con đi này. Can I get this? Nhìn đi. Để đi. Cho nhìn body này để xem có carry hay không. Thử đi. Right here. Tâm lâm như ông ai phụ nít. Từ em ơi. Bắt mít nào. Hả gì á, được bắt đâu, bắt được không vậy? Trời ơi. Level heads until we're home, yes? Tụi này mua giáp cầm classic cả vãi lìn thật. Để nó vào xe đặt bom đây nha. Right here. At your command, Brimstone. Đi chạy đi chạy. Đó gần rồi. Tục á. Từ từ em vậy, từ từ em vậy. Leave some fight for the rest of us, old man. Đang chết chạy. Wow, alo. Toàn số đó Nguyên. Đúng rồi. Nguyên. Đang ăn mày ơi. Toàn số đó đi. Ok. Đang ăn. Out of charges. Ê, mít đâu? Mít đâu? Bạn đã hai mồm kì yếu lắm rồi. No more. Last player standing. Em ơi, sao lưng? Ủa, làm gì vậy mọi người? Let's ruin their day. Mà đang gì đấy chứ? Lại rồi gãy cờ, cái hết nhỉ? Ủa, nó giảm tất mít kìa, cái đấy nhỉ? Trời ơi. Để tao win xong tôi ngược luôn. Mấy nào bắn anh hai mồm kìa. Biết nó ngồi góc đấy rồi, bắn cho tân người, ba người kìa. Safety's on. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Spike down A. Có bản đồ trên đấy. Đi chạy, đi chạy, đi chạy, đi chạy.
Súng ở bên kia đây mà. Về link đi, về link đi. Về lo chút đi. Enemy spotted A. Nhìn đâu bạn? Súng rồi. Bọn này chắc về tới. Launching smoke. 30 seconds left. Scanning ahead. Smoke down. Nhớ rồi. Thôi. Thôi. Ok, collapse. Có thằng bê luôn mà. Shot á, tại shot. Ấy kìa. Ôi quá. Nó giờ. Streamer này non quá. Cái gì mà non vậy? Trời ơi, thì đỡ lại có anh đâu. Tự đánh mất chứ có ai giành đâu. Ngồi quá. Anh biết là nó gỡ được nửa bom rồi, tại vì kỹ lắm, còn ra hơi lâu. Nhưng mà nó sai thì nó chơi không bao giờ gỡ được. Tại cái cục lửa đó nó cháy tới hết rào luôn. What the hell? Mấy đầu cây tới nhà. Chết mẹ mày rồi con. Nó tưởng nhà nó mà không dám. On the money. Nó tưởng nhà nó ra nó ulti đúng cái góc mà có cái hình sơn luôn á. Cũng là cái góc đó. Anh vừa con lửa chết chung rồi tàu chữa. Quả này đi xiên. Cũng tỉ đấy. Thế bắt được đây gì đó. Tỉ chết. Sao con giật lại mua đồ vậy ta? Lạ ta. Rồi ra bè. Ủa, còn bên anh đây bốn xác ạ, à, bạch cứ. Mọi người à, sao vậy? Anh nghĩ một con kêu rồi bích, bích chai thì chơi cái gì? Về mất rồi. Thôi dữ lắm rồi, chưa 105 cái khăn. One enemy remaining. Con nào chơi về. Mà sờ ra nãy nó có lụm đâu. Đâu, nó bắn từ nãy giờ mà. Nó bắn mắt số không khác đó. Kimmy à? Only muscle to Raiden à? Đùa ta nó bắn rồi dễ chảy.
ấy man, bắn nãy giờ bắn chết thằng nào mà mới vừa đâu. Chắc có chấp liêm rồi mà. Là sao tu Raiden. Được, hai thằng chó này được. Let's go. Chẳng qua. Drink some water, reload your mags and let's get back out there. Con dẹt nó không biết ấy nha. Thì anh mà là con dẹt thì anh đừng nói thùng đấy ném chết mẹ đằng kia rồi. Con tì. Need healing. Ê không nhầm. My ultimate is ready. Mẹ, mày đến đấy đúng không? Choai. Đâu chấm mấy. Nơi đâu mày? Đây. Hai góc. CC nhá, CC không phải. CC 2 chậm đấy, mẹ to anti vào. Sao biết mà đi chỗ hay. Ở với em ơi. Ê bắt sao đi. Một A một B. À một A một C đã là xong. Úi ôi. Bỏ đi em ơi, đừng nhìn, đừng cần nhìn đâu. Đập luôn. Placing swarm grenade out. I got the spike. Fine. Remaining. I'll find them. Tiền là gì? Anh chẳng hiểu tiền là gì tiền thế. Ngốc quá, bây giờ lại. Run mid à? Last player standing. Eddie, soldier. Sock down. Ôi. Trời ơi. We doing this or what? Equipment. Thanks. Con này, sao ba con ti giật con ti. Con lon giật kiểu mẹ nó chơi một mình đấy. Thôi đợi tính nó vào nữa. Một thứ gì mày kìa. Ừ, thì có một thằng chơi Marshall chắc là muốn chứng được cái đồng đội hết. Chơi anh em gonna shot nha. Spike down A. Không lỗi. Để
sát cầm thục đúng không? Thôi thôi. You will not kill my allies. Học dung mờm luôn. Ủa, bạn Man Marshall nãy giờ không bắn được ai hả? Có. Ủa, Marshall có bắn được ai đâu? Có, cái nó vẫn chết được thằng Phoenix mà. Marshall ấy. Ừ, Marshall, nó vẫn Marshall chết thằng Phoenix và được cứu thằng Phoenix cứu mà. Không biết được con kia cứu. Quick kick sao? Tôi tới bắn chết thằng, tự chết luôn. Từ thôi, không đừng để vội, để sai xong như nào. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Enemy sighted C. Revealing area. Open up the sky. Like butter. Ai gì cơ? Reloading. Thêm một one enemy remaining. Reloading. Reloading. Chơi kịp ra gì? Last round before the switch. Buy all you need. Anh tí hơi dở nhờ. Time for a field test. Here. Revealing area. Yeah, vừa ra đủ chứ. Phải chịu thế. Joke's over. Spike down. Attack. Mình giao cho nó chơi. Mình giao cho nó chơi thì mình phải chịu thôi chứ sao vậy? Hay là nó bắt bài mình bắt bài nó bắt bài. Mà mọi người săn sẻ bớt đi mọi người. Lên hai sổ đi nào. Em đứng góc này nè. Em nhìn lên chỗ cái chấm cái đỉnh đầu đỉnh chóp bên này này. Xong em bắn nửa lực. Không cần đẩy luôn. Tìm ra chết vì A luôn, vì C không được. Thấy không? Lon vô, lon vô, lon vô. Calling my bot. Launching smoke. Chuck that. Still got it. Mày mới tạo được nó không nhiều CG nha. One enemy remaining. Đó ba thằng luôn mày. Hả? Ba thằng đồng đó luôn á, ba thằng đồng đó, đó ba thằng. Ừ. Thằng Sage nó xong rồi thêm Oven. Lý. Lý rất bình tôi. Mình có nên cầm khúc ma sù đó cho bạn. Time out. Bạn thêm cho bạn hiểu xem. Ê, giờ ra rồi. Don't open an alarm bot. Placing swarm grenade. Son, son, son. Right there. Cứ giữ đi, cứ giữ đi, khoan về đó, khoan về đó. Nó mới một shot. Rồi, A có tiếng này. Bắt rồi.
Ai? Bom. Spike bom down, C. Vậy luôn. Như là đây vậy. Enemy spotted, C. Here. Right there. Gara. Ai? Gara còn nhé. Là bom đúng không? Smoke's down. Mực dưới lại đó mực anh. Giữ đi, giữ đi, giữ đi. Nên đi qua đó. Còn một gara. Hai gara. Hai gara. Two gara. Thirty seconds left. Này bắn 4-5 đi. Cái nào vậy ta? Right here. Ở nhà mình nha. À, nó vẫn còn cầm sọt ti luôn, kêu quăng luôn á. 10 seconds left. Đạt được bom. Ờ. Hết giờ. Quá the hell, sao? Anh không nghĩ là nó chạy đừng để ý á. Ờ, sao nó chạy đường góc đấy sao không check đúng góc luôn. Mẹ. Ok, em sáng. Cái đấy à. Nãy mày đứng góc này vui hơn. Ra bắn luôn, quả đấy nó chạy chạy ra bắn mẹ luôn. Thì bay ra con kiểm thể thương phong luôn. Từ. Nào, Rô bè. Hả? Lâu đâu. Ủa sao nó mù ở đây vậy? Sao nó mù qua tới B luôn vậy? I hate waiting. Let's do this. Có gì chơi mà không có chiêu nhỉ? À mình không mua chiêu là được đúng không? Mình mua chiêu cứ cầm chiêu lên xong bị bắn cay quá. Khỏi mua mẹ. Khỏi mua mẹ đi, mệt quá. Phải lập tắt. Placing swarm grenade. Gara có này. Chết đứng ngoài đây đứng đưa này chết qua. Biết rồi. Móc đây. Mực về luôn, mực đánh móc thôi. Xe hết luôn á, xe hết vào rồi. Vào rồi hả? Ok. Ừ. Từ mà đưa tích. Spike planted. Spam. Nguyên đám đứng spam nữa. They think they're better than us. I can tell. Placing swarm grenade. Bắn cái đi con.
À đây, còn 1 đĩa. Từ từ, bỏ nó về. Ui, đỉnh kìa. Đỉnh đâu? Anh đinh con... À, đinh nè, đinh nè. Ok, ok, ok. Không phải shot ngoài này. Ngoài. Bom đây. Em mà để lên luôn, hết để shot lên luôn. Nice. Oh, hello thầy nhé. They demand a fight. Who are we to disobey? Thằng bố đấy, em bắn 4 mồm ạ. Anh hết 3 viên mồm ạ, mấy lín. Chạy tầm gần 3 viên mồm kìa. À, bọn này để lão hay nhỉ? Quả này chồng Odin là lừa đấy. Mà chồng nó để chắc lắm nha. Chó không lo cái gì. Ngợt bố. Đi đấy, không còn được á. Cái gì? Cái gì vậy? Đâu rớt vậy cái? Con này đi C. Placing alarm bot. Placing swarm grenade. C. Placing smoke. Enemy. Má, ta đang mất đồ bạn ơi. Sorry. Mất gì nữa, nãy xác không? Còn không kịp bắt. Sorry. Cái garage, cái garage không cần nhìn sai. Về rồi. Nhưng cần. Còn. À kìa. Ai? À đây. Shot lên, vào luôn em. Shot lên, nhìn shot. Spike planted. Call in my bot. Bot coming back. Tao đừng vào, tao thả vào. Vậy tao vừa phải về, tao cởi tao mực. Vừa thả xuống bốc xong rồi tao móc quy ra để tao bảo nó khỏi rớt. Không ý kêu mực á, tha nó vào sai mà đứng này. Chỉ tha thì vào sai đứng tiền, không phải đứng đây. Kéo gì nó không phải bao. Khi nào kiểu nó chưa vào sai em cứ về B thôi, ngang. Headshot. Have a placing swarm grenade. Swarm grenade out. One enemy remaining. I got your backs. Just, you know, from the front. Là thua luôn để nó bay. Hấp bài thôi, giữ tiền để ra sau mà mặt. Chế nè. Chế nè. Chấm lộn thế, ngồi xuống bắn cái đầu. Ừ, nó vậy mà. Nãy giờ nó vậy à. Em hiểu luôn á. Call in my boss. Dạ, mất thế. 84, thuộc không kịp mà bắn 2 viên luôn á. Nhìn mà tao mặc không biết. Fight planted. Nowhere to run. Ơi. Đúng mắt nó nghe tiếng đấy, đâu ra nó giạt ra nó bắn hay gì ta. Nhìn bớt rồi. Một lòng, một...
gì à? Giờ đã có giờ chết á. Cái mẹ ông mà nó điên với lẩu ngồi bắt đầu nó chạy luôn kìa chứ ngồi xuống bắt đầu đấy nó chạy ra nó bắn tao luôn mà con số 3 nó chạy bắn đầu em kìa. Chả hiểu lắm footstep thì đều có để bạn được ba xôi chuyển sang bệnh vui lên vui lên được cái lon còn chết à. Bọn này sẽ mất placing swarm grenade. Ăn này ăn. Ra kìa. No more sofa. Open up the sky. Chạy đâu đó. Đi bạn mẹ một con hai người. Comment 40 rồi. Từ thôi. Giữ sai thôi, chỉ để nó ra bom luôn được. Đừng để mất người. One enemy remaining. C. Bot coming back. Có lát. Từ. Úi, bên này. Dạ. Yeah. Chạy đi vào sao luôn, đừng quá gì. Spike planted. Lẹ rồi. Have fun. Last player standing. Match point. They think they're so secure. Enemy remaining. So far long. Spike down mid. Okay. There. Chỗ tao. Right here. Okay. Alright. They aren't impervious. We can do this. Ah, okay. Ah, bắt long đi. Long hết tông rồi. Nếu mà có tiếng có nếu mà nó lua á mình chạy thẳng lên heaven luôn đấy. Không cần đi đâu xa chạy vòng lên heaven luôn. Còn b mid đâu rồi thì có con dẹt về lên lo chạy thẳng về luôn. Từ hơn nó vào sai thì cứ lui thôi, lui góc này bạn được. Cái ra one enemy remaining. Tốt
Má này ông trượt vô em với dẹp bắn không nào bắn dính á. Em bắn trúng đường viên, còn dẹp nó cũng bắn một buổi luôn. Đứng trên đầu á là con nghe ông đâu thấy con dẹp đâu mà nó bắn không dính. Anh thấy hai cái bắn mà. Bắn này này chết xong anh mới chạy ngang dạt qua bên trái anh CC vào. Mày rớt nó đi. Đúng rồi, ui dồi ôi. Ui. À, không sao, không sao. Đây, nào đây. Copy, copy. Spike down, attacker spawn. Từ từ lấy cái xe rồi. Không, nó ra ngoài. Mẹ, hai thằng hai bên. Hai chấm đó, hai chấm đó, hai chấm. Này được bom rồi. Gì ta? Có thế. Về alo anh. À chưa, 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 chưa. Chưa, 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 chưa. Ừ. Nghĩ là về. Một thằng C. Left. Spike planted. Mẹ là tầm nhìn hơn. Bữa nào làm kèo Valo với Dit em không? Dit đầu tăng long, Dit ai chơi cho vui thôi mà. Mà cho chúng mấy triệu đấy. Vào để anh hành nha gì. Này. Không biết tình hình bệnh gì kìa. Biết tình hình bệnh gì kìa. Đúng, căn bản là trình độ chênh lệch quá, không chơi được. Chứ không phải là không muốn chơi đâu. Cái đưa dao thì được, dao thì vô đây. Dao thì mấy được, vô đây. Ừ, bàn hoạt động đội đặt spy này, thế là mình đặt rồi, 7-20, vẫn 7-20. 9-20 nè, thêm 4 cái nè. Làm đặt các... Bết, nãy tao đặt một thế là cái này là bàn phải đặt bom, chứ đéo phải là mẹ đồng đội đặt. Ừ, đặt vào cửa. Ồ, oh, tại vì tao chỉ đặt một lần thôi và nó chỉ lên được một cái này. Thì đừng có thêm chữ hạc đi, mẹ bàn phải đặt bom thôi. Mẹ thay chữ hạc đặt thành chữ và đi. Xóa vứt chữ đồng đội nữa. Là sao? Match found. Chưa hiểu. Đó nhá, nó ghi là bàn hoặc đồng đội phải đặt cửa đúng không? Ừ. Thì bây giờ mẹ xóa chữ hoặc đồng đội đi, thay vào đó là chữ phải đi. Ừ, bàn phải đặt hoặc cửa spy. Ờ. Khó quá. Con dẹt thì nó thích kiểu challenge các thứ. Con đồ mít không kể cả. Challenge xong bắn như cứ. Challenge bắn như cứ. Chán dễ. Thì bên thể bên đít anh có ai ấy không? Có ai rank cao? À? Cao nhất. Cao kiểu nếu mà tính tầm trung toàn tầm bạch kim chứ mấy. Đập số 3 rồi. Kim vàng bạch kim chứ mấy. Chơi con gì chú chúi ta? Chessy. Chết xíu nhiều à. Gì mà cũng sai vui đấy. Mà chơi con này đi. Đẩy thẳng qua sai chơi. Bọi. Bên anh có mỗi anh. Select your agent. Mày chắc là tay to nhất rồi. Mày chạm Ascendant bên mày bao nhiêu thời cho được. Nhưng
nếu mà chinh nó không canh quá thì chơi được, chinh phải chinh literally chơi thử mất mất vui gì không, nó thành chỗ hạt bị hạt đấy. Chứ không phải là không chứ không phải là ngài va chạm. Có chơi đâu mà va chạm. Sao mấy cái giải mà chỉ Road to Silver thấy chúng nó bán kinh như ai đái. Phải là Silver thật không đấy. Really? Lên thân tướng không? Không hiểu gì anh hết là chúng mày là hơn cả anh rồi không? Trên chúng mày là hơn cả anh rồi, sao mà anh đỡ được? Một thằng anh còn chưa đỡ được, mày đỡ như bao một thằng. Checking the situation. Cái cây à? Cây serif. Anh giờ còn bị mắc ở bệnh viện. Người xài bằng phím bao nhiêu tiền? Gì? Người xài bằng phím bao nhiêu tiền? Khoảng 1,000. Phím của em khoảng 1,000 rồi. Mà để dưới đất đi. Vừa chạy bạn luôn. Tao tìm được cái bẫy của hỏi nó ra cái bẫy hở ai bao à. Thì nó vừa ngồi vừa chạy mà sao mà dính. Nó sẽ bam thôi chứ. Quả đấy khẽ thì đã hết cái bắt chuột rồi. Đây bạn em, ok đây. Phần trăm serif, bắn serif từ đầu cuối trận luôn. Để em bắn mình giảm lát xích nha. Ủa cái serif đâu vậy? Anh đừng kìa. Đưa đây. Cái gì vậy? Đá đây. Lát xích hỏng. Phun bay. Mình đã bị con sông phun bay ta. Mày một viên. Mày cầm khẩu đó rồi đeo ra nữa. Mày ta thủ, mày thủ đâu? Mày. Lúc nào anh kia? Anh Minh. Nó lúc nào vậy? Nó chơi vô. Cái cầm macho. Pulling them in. Ai vậy? Có mưa. Ok chưa? Tính làm gì? Nhảy đặt tường. Nhảy lên đặt tường, xong đẩy phát lùi nguyên người ra nó bắt gió, bố cặn. Rồi luôn. Sao TikTok có 180 phút. Đây đây, đứng đây nè, đứng đây đặt tường. Nhảy ra phát ra ngoài đây. Đặt cái tay đi. Mẹ, mẹ. Bên đồ ra đây. À. Một mồm. Đồ. Ngon. Đây hồ ơi, giác ba xù đây rồi. Bên. Mày ngu. Gần kia. Ok.
tường sâu ra ngoài đi. Mày. Mày. Thôi anh ơi. Anh ơi, để nó là thôi anh ơi mà, từ từ thôi. Biết sao giờ? Ừ anh ơi, mà tưởng thôi anh ơi, mà nó không thôi, thôi. Yếu rồi, phải dậy yếu. Mày chết với tao nè, lóc cái tô. Trời ơi, đâm lại 5 bàn cái số. 35 mẫu. 35. 35 là 10. 34. 34. Chết. Do mày. 35 rồi. Đó, 34 là còn 10 giòn. Không, 10 với 1 anh ơi. 10 là 1 á. 10 là 1 mẫu á. Một viên nè. Mày đặt cầm Galaxy đồ. Ổng. Thúi, đúng mình. Mẹ đã bảo thôi rồi. Ra nhanh thôi nhanh mà. Thôi mà. Ôi lại cứ không. Mà nó có yếu mà mày bắn chết là bắn lôi mày rồi có trách. Nhưng mà mình đặt cái bẫy luôn như thế. Ôi tôi núp đặt thế đi tôi núp. Cái bảo là mình bên kia. Mình rồi cười lên. Face your fear. Ừ. Thì ghé đứng trên tường anh. Mẹ nó 20. Mày bắt cái đầu. Mày già mày. Tao đi tao nó tao trong cái lỗ. Tao cái hàng. Ok. Ê, lại đây. Tôi quá lâu. Yếu rồi, tôi hứa với mày là nó yếu luôn. Ây mà nó yếu gần hết mẹ rồi. Trời ơi. Mắc rồi, nó đau khổ vét như gì ấy. Mày chơi giống gì ấy. Để tìm làm hết rồi, đúng không? Ừ, đúng. Phoenix. Thì làm hết gì vậy? 86. Tại game 40, con kia 80. Phải cực. Tại game trung viên 40 là đúng rồi. Đúng mình. Mẹ, nó ăn, mình cũng ăn hết đồ rồi, ăn đủ thứ rồi, tụ hết skill rồi. Nhóm gì chạy vào vét nếu cần bị CC thì vét sau mà vét. Chứ. Let's start. Thôi. Đúng mình. Ok, mình. Ok. Đúng mình. Không có nhìn thì thôi, sao vậy? À đây. Kicking that back. Em dựng tường để nó nhảy lên được tường nha. Covering it. Tiên ông nhảy tường luôn. Concealment, obscuring vision. Cái chừng ngạc. Hạt anh vừa mới giết xong. Mấy đây vừa ăn tia cả thầy nó sau lưng. Chạy là con kè. Từ bên đây, có lát bắn. Từ, để bồi thêm lại. Rồi nhìn leo luôn, ngay tức chân người nhìn luôn. Mày nhìn lên trên đúng không? Ừ. Well, I reckon morale's gonna be pretty low over there. Cái tiền nhìn chân của mày. Tại vì mày đôi kiểu ra. Thì có chạy đi. Ai ngờ mình đứng bên cạnh bạn người. Up I go. Chứ à, ôi không sao, chứ gì đâu. Em chơi. Đúng. Rất ngần lâu lâu kháng cậu đúng nè. Thằng tối ngập á. Thôi, em đã gì chẳng đúng. Gì đấy. Mày làm thử tao xem đi. Uống tại sao nó ra hai câu à. Ổn bạn. Ủa. Không hiểu luôn á. Không hiểu luôn á. Tự nhiên bắn anh Neo sao không quay qua bắn cả em luôn. Bắn trúng em luôn.
Không hiểu. Bắn Vinh ơi. Đưa xin lâu ra. Đưa xin lâu ra. Được rồi. Bắn mai rồi. Được không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Thôi, vô đi. Bóp hả? Mọi người mà bỏ đó là còn hơi sớm luôn á, đúng là phải bỏ luôn cả con dệt cơ. Định bỏ hết rồi, thấy từ kia nó quăng sẽ mất kia rồi. Ông quăng sẽ mất thì ông lỗi ông cho ai nữa. Từ từ đứng đó nhú nhú thôi. Đi cái đường đường hay thế rồi mà. Bỏ ba thằng không gì nữa phải không? Để lúc đây luôn nha. Nó bảo hỏi cho nó bảo hỏi. Không một tiếng động, không một lời than, không một tiếng khóc luôn. Đặt mày chi chó lắm. Rồi. Về đến mình, về đến mình, về có mình. Cứu mình ơi, cứu. Đồng lắm bên đây, đúng, đồng lắm. Mà nó chết trước mày nè. Nó relax á. Spike planted. Last player standing. Ê, mực nó có lag không mực? Lag rồi đó. Nó gì vậy mà? Nó giật. Đi mày đi tới đâu đầu luôn cái mực. Không, em thấy nó FN nó giật gì giật á. Ừ, nó bị giật giật giật. Release the tension. Good. Let's go. Mực em phải chắc đi là em có giật, em có lag không mực? Em đang chơi với bao nhiêu FPS thì mực. À. Chắc đi em. Đừng im lặng như thế. Chắc đi em. 100. Nó có giật tụ quần không mà tại sao anh giật dữ vậy? Anh có 100 mà. 100 là giật rồi anh. 10. Mình sợ lắm mình. Ôi. I consume it. Hold out. Đi bộ kìa. Tao chịu nha. Come on, let's go. Sorry, bro. No time. Face your fear. Tao bị kẹo bên đây, không ra được nha. Last player standing. Mày anh tí nước mặt nào. Prepare yourselves. We fight once again. Tao làm phong ba sổ cái đầu rồi mày. Hai thằng hai đầu rồi. Cái vui vậy. Ở dưới thì sao? Đó mà. Ui, 14 nữa, tao cũng được. Mình ạ, đồ ăn, cái chó này mình gần vãi ốc chút mọi người. 14 xác rồi. 16 chứ. 16 xác, là cứ sai kìa. Ê sao đây là ngoài đến mình. Nhầm đi thôi, có bì, có bì, có bì. Cái hộp nó sẽ không đi mất nữa. Obscuring blocking vision. Không, nó ngoài thầm mà. Không, nó bị hút mà. Anh thấy nó hụt, hụt phát mà. Spike down B. Bom đây rồi. Ôi bà ơi. À, nó kìa. Ê,
cái đó là nó không phải là nó vừa bắn các bạn. Thôi. Tích mày thôi. Chúi sai thôi. Phải vào bé. 10 seconds left. I must wait. Nó vào được cái máy, nó vào được cái. Kể đi. Anh tao không muốn bắn off rồi mà cứ ship off vào tay tao thôi. Chết mẹ chúng mày. Ê sao bạn off các thứ mà bạn có cắt tắm gì vậy? Mình đi xin xuống bạn ạ. Ship off mà. Tôi nghĩ là tại sao cũng có cắt tắm thì. Em ra mid đi, ra mid đi đợi anh. Tưởng nó phải lên đủ 3k chứ. Để tôi xin một xuống. Được á. Rao thẳng có mấy. Checking the situation. Đâu ta? Rao thẳng này có được ít tiền mà tao mới giáp mới dùng các thứ, mới giáp yêu các thứ mà hết rồi. Bên thấy hay mình. À nè. Tôi chết người mình cứ đứng đó. Concealment. Chết rồi tôi thôi. Ơi bạn ơi. Spike plant. Mồm. Hai viên mồm mấy? Ôi, bên hết rồi. Chết tiệt rồi. Không nó ngoài phải. Nguyên ơi, tí nữa em cho anh một cái smoke bắt đầu từ đây luôn này. Em có để mà, nhưng tại em không có nhịp để bật lên á, em có đặt cái sao mà. Có nghĩa là đặt trước luôn á, đặt trước đầu game luôn đi mẹ. Đặt chắc chắn rồi. Cái. Để sao anh bắn hụt xong rồi mẹ nó con mù anh luôn. Đã nói là em có đặt nhưng em không hiểu bật cái sao, bật cái smoke chứ không phải là không đặt. Controller lại là chết rồi. Qua làm controller đi. Ok luôn. Ừ. Chúng đừng ghê na, chúng chạy nó rồi, chạy chạy rồi, đi ơi. Need that back. Cẩn thận Linh nha. Linh không xuống đâu. Này. Mày. Bỏ bé đây. Well to fight it. Seconds left. One enemy remaining. Last round in the half. Tao nhìn thấy cái mồm nữa nhá. Bạn tự nhiên kể vào lưng ở bên kia. Ai làm mềm Reyna cho mình rồi đấy. Có 5 máu. Đúng không ạ? Ai quên cầm classic nhất con phép luôn. Vậy cái là chết đúng không ạ? Cầm súng to bắn chơi rồi classic lại vẫn được. Hiểu. Chóc quá. Đặt tường cao lên nha. Ngực. Đừng rút bẫy hả? Chết sơn. Come on,
fucking vision. Lục tươi nhá. Bóp đèo. Đâu? Bật cái về đi. Blocking vision. 30 seconds left. Được rồi. Được kẹp để với anh thôi, không cần ra. Được kẹp để thôi. Nào bắn anh thì em ra. Vô rồi, quay sai một rồi. Để lên mấy. One enemy remaining. Đi luôn. 10 seconds left. Im lại. Pulling him in. Long. Mày chạy đi, mày chạy nữa đi. Hút ngay giữa luôn mà, hút ngay chỗ nó luôn mà. Mới những lúc chốc như thế này, những cái skin nào bình thường cảm thấy chớ thì em lại bắn dính rồi nè. Ê, tao lại quên đặt bom, tao lại quên làm mọi thứ thôi. Tao xin có bom đi. Không. 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 Anh tự lấy đi. Tự đi mà lấy. Không, không, không lấy tí em đặt anh gửi nữa. Anh gửi, anh nhớ gửi nha. Được đấy, được đấy. Gửi xong đặt. Nghe hay á. Đi dữ tha, mực lì dữ tha, đó. Concealment. Súng da thì hỏi mà. Link V2 này. Ba luôn này. Đúng hấp, đúng hấp. Thấy hở tay à. Đúng. Ăn lửa. Chưa gỡ được chưa. Ồ. Không anh. Cái lửa đó anh câu được giờ rồi mà. Không, ý là anh bắn chết nó rồi anh đôi lửa sau. Anh đôi lửa trước rồi. Yeah. Mọi người vô sai bom bình mình đặt bom, đặt xong cái bom là thành công rồi mọi người. Chơi gì hết chưa em ơi. Mấy giờ 12 tiếng á, mình vừa mới còn 2 tiếng luôn. 6:45, mình khổ mà. Cái gì mà Rise and bring glory. Anh đang cầm cuốn sốc lọ mọi người. Tha cứ Blocking vision. Blocking vision. Đúng rồi bạn ơi. Yo. Đi lên kìa. Đẩy lên kìa. Chào đứa. Hello. Tao không bắn. Ừ. Bắn cứ quá khí anh. Hello ơi. Anh thì anh. Hello ơi. Vậy mực ơi. Chạy đi em ơi. Ơi, bắn khó sao bắn đéo nói. Đi. Có người gần để sao bạn đều nói cho mình đỡ phải chạy lên. Anh ơi nó đẩy lên mà hả? Tao không nghe nhở. Mực ơi, mực những cái từ hét lên anh luôn. Đừng đẩy tới, đừng đẩy tới, chết đấy. Đừng đẩy tới. Đéo gì đấy. Có một bên, có một bên, có một bên. Bước từ mồm đó, bước từ mồm đó. Ê, vào. Chạy luôn, chạy. Chạy lên súng. Nó lấy xuống. Cổng thì nó dựng xong thì lên thấy xong. Bây nhưng mà lên thấy một đống. Phải nhìn góc trước, hiểu không? Nhìn góc trước. Nhưng mà lên xong rồi có một đống ở bánh xài đứng đây nè.
Cái thằng có thuộc mà. Nhận được em. Ôi, bay qua được nè. Chó này. Nhận được đi mọi người. Mọi người không nhạc thì đếm mình nhạc. Obscuring vision, consume it. Đông lắm. Mình đi bay tơ và rất cuộc thành 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 kẻ bị bại, thành kẻ bị đích. Đừng mất tích cả đầu khẩu bắt đầu luôn. Nếu mà nó cái hô lửa của nó mà hồi máu được cho đồng đội thì con này bá quá. Cho 20 sao ghê nhà mình ơi mà. Bắt nhau luôn. Mai lại em có chết cơ mà làm mỗi tàu bắt không kịp. Nó về link hết rồi, nó về link hết rồi. Dựng lại tường thôi, sờ nó mất thì dựng lại tường thôi. Đó. Gỡ bom. Còn nhanh nhanh. Tôn tì. Tôn tì anh kia rồi. Từ em. Từ. Nó về. Nó đồng cam cộng khổ luôn nghe hay chưa? Y'all better keep up. Nó té là nó trái. Ngu thế. Phải cả ngu thế. Nó té là nó trái. Thì ngu thế. Toán ti này. Phải một đợt ti luôn sai vậy. Thì nó không ngu thế thì đã kháng rồi. Non thế. Non thế. Bắt đầu ngon. Bắt đầu ngon. Mày phải gọi là. Gốc thế. Ừ, gốc thế. Sốc buôn. Để ta. Vào đi. Go. Để tao. Wait. Spike down. Tao. That's done. Got spike. Minh ơi! Cầu thằng đó Minh ơi! Lồn nó bắn ghê thật luôn á, thật. Bao bao mà. Ừ. Chị em này lửa đây rồi. Need that back. Bao lon nó mạnh quá. Tao cũng biết tích nữa. Bắn ghê. Embarrassing. Tao không biết là ra từ đấy rồi. Bật tâm nên là bật tâm về phía này. No worries, Charlie. Được, no worries. Tao mà nghĩ được nó đi đâu tao bắn chết mẹ. À, mày đi kìa. Mình quăng bom. Nó bắn ai nhỉ? Nó bắn. Mình ấn mực xong cả nó lia qua tao. Mình quăng bom. Cơ. Mọi người đi tạo tiếng rồi đó, mình bò qua đặt bom nha. Mực mua sao còn 2000 là được em. Lên mà bơ luôn. Mình bắt chè chờ luôn. Mọi người cứ rớt mà cũng đi xong mình đặt. Bất cái mồm này. Cái mì. Chắc cái chỗ gì mất dậy đó. Consume it. Ui. À, hai thằng đây lên.
Ê, nhảy lên được á, chạy dài nhanh, chạy tới control qua được mà. Đéo được, không nhảy được, cái tường này không nhảy được, có thử rồi. Yeah. Được mà, control bình thường mà. Mấy cái bên Xbox nó xa hơn còn nhảy được mà, cái này gần. Team đồng đội lắm, tao mới nhảy được qua đó mày. Tao nhìn là biết nhảy được à. Sức mạnh của thành bạn ấy. Đây mọi người, nó còn ọp á mọi người, nó chơi chết vẻ đâu. Em chơi chịu thì tao sẽ đua bọn. Nè em không chơi luôn. Là chỉ vì gào thét được. Rồi luôn, binh trung bình cao lưỡi mạng nhưng mà binh chưa lên. Đứng bên luôn rồi. Khó thế. Ủa? Tầm 20. Nhà Ngọc đi một cái. Có xe ghê đi. Nhà Ngọc. Xe ghê đang bò. Nó mà nó chạy xong nó kẹo tâm nó bật vào mồm mà vãi lão. Cái đó là biết vị trí rồi nha. Ơ, tao đi móc thì mọi người đẩy mạnh mạnh bên này tí để tôi có thời gian tao đi móc. Mạnh kìa, tao 20 kìa, tích mạnh lắm rồi à. Ừ, chứ hơi đủ mạnh à. Tao sống tao. Móc kìa, đẩy kìa, nó đẩy kìa. Mid. Spike down A. Hai chị băng đồ với nhau, băng đồ với tiền. Hai đường viên đúng không? You want me serious? You got it. Đó, chỉ cần nó là cây Phantom là được. Phantom thì có 5 viên à đúng không? 5 viên là quá đủ à. Phantom dễ spray hơn. Phantom nên cho 50 viên. Thế thì ai bắn Phantom nữa? Mày bị bài thế nhờ. Mày đẩy á, nó chung bị bò lên cái từ. Mấy em bắn hụt chứ, nhưng mà em đọc đúng. Em đọc đúng nhưng mà em bắn hụt nè. Đinh. Móc nhà. Serif móc chậm lắm, mẹ một lần dính rồi. Nó kể cái tường là em biết luôn cái bài đó anh kia. Anh nghe tiếng luôn mà. Nhưng mà mỗi tội là em bước qua cùng nhịp với nó, cái em bắn không kìa, bắn hụt. Bay qua là bãi bục phát xuống rồi. Để lắm. Con nó ngu chứ, đừng gặp cùng thời gian. Từ, để anh cho anh. Ê, gần. Em biết mà. Không biết nè. Ờ, được á. Thấy được anh. Okay.
blast off, ka-ching, little skrrr, then we're done, yeah? Oh, yay. Bắt được phải ra lại pin. Đâu, dẹt bắn cũng được, thế nào bắn được mà. Knocking down. Reload luôn. You will not kill my ally. Dễ, dễ, dễ cơ. Chị sợ con thằng mày giết mày. Cậu dùm headshot. Đầu khôn này mà. Không phải là cuối rồi, đầu khôn. 30 seconds left. Match point. These parasites aren't going to take one step past the place. Không giết phải dài để win đâu, mày không giết được phải về không giết được. Đánh gà ra còn bị lát. Bom đi, đưa bom. Đưa bom lên, đặt đặt. Nhất xịn nhưng có Valorant nhất. Net có Valorant thì lỏ. Hồi nãy thì mày ấy, sau này sẽ mở một quả net vừa xịn vừa có Valorant nhá. Xem nó cái tao bắn một nhá. Hawk out. Blinded. Hawk out. Blinded. Reloaded. Here. Một nhá. Enemy spotted. With nothing else. Một rồi. Nó xin mực. Nó xin được á. Cái gì chỉ ý nó. Hết nè. Về luôn một cái, về luôn một cái. Chạy chạy nhanh cái con chết á. 30 seconds left. Từ thôi, nó nghĩ là mình bắt á. À, ý là từ thôi là ngược lại bế, để bế luôn. Để bế thì để bế đi, đuôi để bế. Cái đừng lột tiếng chứ. Nói sót nè. À, lý chứ. Hết giờ rồi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. 10 seconds left. Get out of my way. Để đủ thăng. Defenders win. Mình giờ hơi giờ. Không để giờ chứ không phải là thằng mình. Ma. Lộ phải dạ bắn gớm được. Nó còn đéo thèm về sai rồi đợi tao anh ti về để mà nó bắt à. Đó đẻ. Ô lên 9 rồi nè, đạt được 2 phát. Ôi, sao ta được 4 ta? Đâu có đặt ở giữa 2 ấy. Em được 10, được 1 à. Giữa 2 ạ. Quá đủ rồi, đủ. Quá đủ rồi. Quá đủ rồi. Mày có một cái duy nhất à.
Bạn nào bạn bạn đừng có quên để asset luôn ấy. Asset. Tao có tắt đâu. Thôi đợt trước là tao đợt trước là từ asset trước thì tao tắt. Tao quên add luôn. Em nguyên đó, tắt mẹ asset đi. Thôi tạm biệt mọi người nhé. Mọi người vào. Tắt asset đi anh. Ngày mai xong quên mở. Ủa, quên là do anh chứ tự nhiên. Em thì anh Kim mới nói đó. Anh nói vậy khác vậy, anh nói là tại em. Nói như thế có nghĩa là tại em mà. Thì rõ ràng là tại em, thấy không? Tại em chứ cái gì nữa. Tại em hết á. Tại em hết á. Tại em hết á. Perreando en Instagram. Cuando estamos juntos no hacemos viral. Muchos van a tirar, pero nunca les va a dar. Pa' comerte toda. Yeah, como lo hago yo. Siempre lo cógelo y vuélvete loca. Yeah, yo soy quien te explota la nota. Como si combinara boca con whisky en la roca. Yeah, cuando nuestros cuerpos se chocan, te muerde los labios con ganas de arrancar mi boca. Yeah, de quitarte la ropa. El que necesita una funk en la cama la rompa. Yeah, mami, tú estás grandota. Ese culo hace que cualquiera se corrompa. Por eso, bebé, yo voy a comerte toda, toda la noche, baby, tú serás mi loba. Comerte toda, yeah, como lo hago yo. Siéntelo, cógelo y vuélvete loca. Aunque seamos tan distintos.